Yếu tố nguy cơ thì hay gặp ở những bệnh tim mạch bẩm sinh hoặc là các bệnh van tim mắc phải, hay là trên nền là bệnh nhân đã thay van tim nhân tạo hoặc là có vã, có các miếng vã như là vã thông liên thất, thông liên nhĩ chẳng hạn, hoặc có các cái dòng sinh trên bệnh nhân đặt ống thông như là đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hoặc trên cơ địa người suy giảm miễn dịch rất là dễ bị nhiễm trùng, thì cũng có thể là bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hoặc là trên những đối tượng mà dùng ma túy đã được tiếp về yếu tố vi khuẩn học. Thì nguyên nhân mà gây viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thì thường do là vi khuẩn thì đứng hàng đầu hay gặp đó là liên cầu và tụ cầu. Thì liên cầu thì hay gặp trong nhỏ, liên cầu viridans chiếm 75% trường hợp, tụ cầu vàng là cũng chiếm đa số trong cái nhóm tụ cầu. Rồi ngoài ra là gặp cả cái trực khuẩn gram âm đường ruột hoặc là nhóm vi khuẩn là hạng A, C, C, E, K. Thì cái này là đặc trưng của con nấm, con vi khuẩn là Haemophilus, Acinetobacter, các Deobacterium, Candida và Klebsiella. Thì mấy con này là thường vi khuẩn đi vào từ đường hô hấp đường miệng. Ngoài ra thì có thể là nấm, gặp thể là gặp là tạp nhưng là do nấm nhưng mà ít gặp hơn. Em có thử mặc đi, em chuyển đến nào không tạo hiện tự lên nha, cho nên chuyển đến sau mình có hiện tự hiện tự nha. Các em có đang thấy slide không? Dạ có. Rồi về mặt sinh lý bệnh cơ chế nó gây ra viêm nội tâm mạc thì có hai cơ chế chính, nhất là về rối loạn huyết động, thứ hai là vạn khủng huyết. Thì về mặt rối loạn huyết động thì nó thường hay gặp ở cái nhóm trên nhóm mà viêm nội tâm mạc mà trên nền là bệnh tim có sẵn hoặc là đặt những cái ống thông hay là máy tạo nhịp theo cơ chế là cái dòng dòng xoáy ở dòng xoáy dòng chảy dòng máu chảy xoáy ở trong tim nó đi từ nơi áp lực cao đến áp lực thấp thì nó tạo ra dòng dòng xoáy. Thì cái vi khuẩn là có xu hướng là lắng đọng vào cái chỗ nơi áp lực thấp thì nó sẽ tạo ra cái cục xùi. Ví dụ như là trong cái thâm liên thất thì nó sẽ gây tổn thương xùi ở bên phía bên tim phải như là van ba lá hoặc là ở vùng vách liên thất chẳng hạn, thì nó sẽ gây tổn thương nội tâm mạc và nó sẽ lắng đọng phi flin và phía tiểu cầu tạo thành cái cục xùi vô khủng. Thì bên nó bao bọc bên ngoài bởi cái lớp phim và tiểu cầu thì là cái cục xùi, thì con vi khuẩn nó ở bên trong thì nó sẽ sinh sôi và phát triển. Rồi theo thời gian thì có thể cục xùi nó sẽ bong ra, nó sẽ gây những cái tổn thương ở những cơ quan khác như là thắc mạc. Thì cái cơ chế thứ hai là về vạn khủng huyết, thì từ những cái tổn thương ở bên ngoài như là
cả cái ổ nhiễm trùng bên ngoài như bên ngoài da hoặc là đường răng miệng, thì con vi khuẩn nó đi vào trong máu thì nó sẽ lắng đọng tại tại tim và nó gây tạo thành cục xùi nhiễm khuẩn và nó gây lên viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Thì đó là hai cơ chế chính trong cái gây sinh lý bệnh trong cái bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Thì đây là cái hình ảnh mà xùi ở trên van động mạch chủ. Thì đây là cái lá van động mạch chủ, thì cái vi khuẩn nó kết nó bám dính vào đây thì nó gây lệch cái vùng van rồi nó lắng đọng cái viên vật tử con, nó tạo thành cục xùi như vậy. Hoặc là những cái xùi trên cái van hai lá, van hai lá hoặc là ba lá. Dạ cô ơi, em không thấy slide di chuyển cô ơi. Không thấy slide hả? Ý là slide nó không có di chuyển á cô. Nhìn slide nó không có di chuyển hả? Chưa thấy chưa? Ý là nó chưa có chuyển cô, nó vẫn đứng im, cái nó chưa có qua cái hình nữa cô. Hiện tại các em có thấy cái hình không? Dạ không cô. À, mình stop share. Thấy được cô. Rồi nha, mình đi qua là cái phần mà sinh lý mình là có hai cơ chế chính, đó là cái rối loạn huyết động, với thứ hai là cơ chế về vàng khủng huyết mà tạo lắng đọng vi khuẩn ở trong tim và tạo ra cái cục xùi. Đặc trưng là nó bởi lắng đọng tim và tiểu cầu xung quanh. Thì đây là hình ảnh của cái xùi ở trên van động mạch chủ. Thì còn này trên bề mặt phải là ván trơn lặng thì nó tạo thành một cái cục xùi bay nhây như vậy. Em có thấy hình không? Đây là cái xùi trên van ba lá này. Đó là cái xùi nó là bám và cố định vào đây luôn. Trên bề mặt này này, cái lá ván là trơn lặng thì đây là cái xùi nó gây ra tổn thương mà thân xùi này, cái tổ chức này nó tạo thành cái khối nó bám vào cái lá ván thì nó gây tổn thương cái ván, nó gây lẹt cái nó gây hư cái ván này. Thì đây là cũng là một cái hình ảnh xùi trên cái ván ba lá. Thì thường trên nó xùi nó bám đến ván thì nó gây tổn thương ván thì nó sẽ gây hở ván cấp tính. Đó. Về biểu hiện lâm sàng của viêm nội tâm mạc thì nó sẽ biểu hiện ở thứ nhất là ở toàn thân, thì nó sẽ biểu hiện cũng như các cái bệnh khác, thì nó có thể là sốt, mệt mỏi hoặc là ăn uống kém giống như là trong bệnh cảnh nhiễm trùng vậy đó. Nhưng mà thường là sốt kéo dài ít nhất cũng phải là 4 5 ngày, trên 5 ngày trở lên. Nếu mà mình chưa phát hiện thì nó cứ sốt hoài sốt hài vậy á, khi vô viện mình khi khám lâm sàng thì mình sẽ nghe thấy có một tiếng thổi ở tim. Thì cái này mình phải phân biệt đây là tiếng thổi mới hoặc là thay đổi tiếng thổi cũ. Thì nếu mà trên nền một mình nhân có một mình tim mà mình đã biết được đó rồi thì có thể là tiếng thổi nó thay đổi cường độ thì chứng tỏ là có một tổn thương mới xảy ra. Còn nếu như mà bệnh nhân nào biết có mình tim mà mình nghe một tiếng thổi mới thì cái này là mình ghi nhận đó là tiếng thổi mới. Thứ hai là biểu hiện ở các cơ quan như là có miệng lách to hoặc là yếu ở da, thì có thể là gặp là ngón tay đuôi trống hay là các cái biểu hiện như là xuất huyết thẳng hay có nốt cốt le và tổn thương gan hoặc là chấm rút ở kết mạc mắt. Nếu mà bệnh nhân nặng thì có biểu hiện suy tim. Ngoài ra là có các biểu hiện khác liên quan đến tắc mạch. Thì đây là một số biểu hiện ngoài da của viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.
do nó lắng đọng phức hợp miễn dịch trong cơ thể nó tạo ra, nhất là cả cái xuất huyết thẳng ở móng tay. Lớp có thấy slide không? Dạ có chị. Dạ có. Ok, thì đây là thể hình tổn thương ở ngoài da ở bệnh viêm nội tâm mạc, thì đây là tổn thương đặc trưng. Cũng phải dễ gì mà thấy được những cái hình ảnh này trên lâm sàng đâu, vì những cái này cũng là đặc trưng. Thì cái này cũng lấy của y văn là ghi lại. Thì cái phần thứ nhất là bên này là cái nổ xuất huyết thẳng ở móng tay, thì mình thấy là cái những cái vệt về xuất huyết nằm thẳng dọc theo cái móng tay, hoặc là nó xuất huyết lên mặt mắt, thì cái này gọi là chấm rốt. Cái này em phải đi khám soi để mắt mới thấy được, hoặc là đôi khi nhìn vào thấy một cái vệt xuất huyết. Thứ ba là cái nốt Osler, thì cái nốt này nó cũng dưới da, thì ở đây nó cái hình C này đó, nó nằm ở cái cả cái bàn tay, cái chỗ đầu ngón đầu trí ấy. Đột tính người da thường ở đâu, chỉ ra đâu ngón tay hoặc đâu ngón chân, hoặc là tổn thương Renegade, những cái nốt đỏ nó nằm ở dưới lòng ngón tay hoặc lòng ngón chân. Đây cái này hình cụ thể hơn là xuất huyết thẳng. Nếu mà mình trên nền mà một mình mà mình nghi ngờ với nội tâm mạc mà được kết hợp lắm sao thấy những cái dấu hiệu này thì rất là đặc trưng của mình. Cái này là xuất huyết luôn, người chàng xuất huyết dọc theo cái móng tay, hay là cái tổn thương Renway ở lòng móng tay thành cái nốt hơi đỏ bơ, cũng giới hạn, nó cũng có giới hạn, nó nằm ở lòng móng tay. Mình đi làm đấy nhưng mình cũng chưa thấy cái tên mình lắm sao, chị cô cũng chưa gặp cái mình nào mà có cái tổn thương Renway nha. Đó, cái này là cũng là tổn thương Renway, nó nằm đó, nó không cứng nhưng mà màu đỏ, nó hoàn toàn vàng như là có xuất huyết hoặc là bồng nước. Cái này đôi khi mình cũng dễ chẩn đoán nhầm bởi là nhìn mình biết giống cái nụt ho nha, nụt ho hẳn có cái nụt đen đen, nhưng mà thường nó không có nằm ở vị trí dễ thấy như là lòng tay chân, như ví dụ như nụt ho thì nó sẽ thấy những cái nụt có nằm ở cái vùng nếp gấp như là vùng vèn hoặc là cái chỗ nào nó chỉnh chỉnh đó, thì con mò nó vô nó cắn á. Thì đó, cái này nhưng mà cái này nó không có đau nha, sờ vào không có đau đó. Hoặc là mình phải phân biệt với cái như là tay chân miệng chẳng hạn, nhưng mà tay chân miệng thì nó sẽ nổi thêm nhiều chỗ khác nữa, lòng tay rồi móng rồi, chứ không phải là chỉ đơn độc một vài nụt như là ở đây đó. Cái nào có vai nốt cái này dạng kiểu xuất huyết. Cái nốt Osle này á, là nó cũng như vậy, những nốt nhỏ nằm cứng ở các đầu chi. Cái này đôi khi mình cũng phải phân biệt như là các nốt mà thấp, nốt dưới da, cũng như là mình viêm khớp dùng thấp. Nhưng mà thường ấy, những cái nốt kia thì nó sẽ hoặc nó cũng cứng, nhưng mà thường hay nằm ở cái mặt mục đất. Bên này mục dù, nằm mục dù nhưng mà cũng một vai nốt thôi, nhưng mà bên kia thì nó sẽ liên quan đến mình khớp như là đau khớp. Ở trong cái này nó cũng có thỉnh thoảng nó cũng có một vài trẻ nó còn có triệu chứng toàn thân như là đau khớp, nhưng mà nó không có đau rõ rệt, không có viêm khớp cụ thể, không có viêm rõ,
nhiều cả nửa khác. Hôm nay em biểu hiện tắc mạch nhiễm trùng, do nó tắc cái mạch chi, đầu chi có vẻ bị hoại tử ha. Hoặc nó tắc cái động mạch võng mạc trung tâm, cái này mình soi để mắt, mình chụp cái võng mạc mình phải thấy được. Nó tắc cái động mạch này mình thấy cái nhánh nó đi ra, nó không thấy cái nhánh lui đi ra. Thì về xét nghiệm á, thì mình sẽ thấy những cái xét nghiệm khi mình làm những cái xét nghiệm trên viêm nội tâm mạc, thì có những cái xét nghiệm thường dương tính như là cầy máu dương tính thì hoặc là tốc độ lỏng máu tăng, hay biểu hiện các phản ứng viêm tăng, hay như là thiếu máu, có thể là giống biểu hiện viêm cầu thận như hồng cầu đều, hoặc là các yếu tố dần thấp dương tính, và siêu âm thì có hình ảnh xùi đặc trưng. Cái này là hình ảnh siêu âm tim, thì ở đây là thất trái, ở đây là nhịp trái, thì ở đây là van hai lá, thì mình thấy cái lá gây cái xùi ở cái van hai lá, nó tạo thành một cái khối ECU đầm, nó nằm bám vào cái lá van, nên cái này thường nó sẽ đi đầm theo cái lá van. Hoặc là có thể là biểu hiện tắc mạch não. Đây là hình ảnh tắc mạch não, nó tạo thành cái khối, cái đầm đầu nó hơi khác hay những cái tổ chức xung quanh. Về mặt tiêu chuẩn chẩn đoán thì hôm qua các em cũng đã học mà bài thấp tím rồi, thì nó cũng có cái tiêu chuẩn để mình chẩn đoán. Thì ở đây thì cũng đưa ra những cái tiêu chuẩn mình chẩn đoán với nội tâm mạc nhiễm khủng, thì nó cũng có tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn phụ. Tiêu chuẩn chính thì là cậy, và có hai cái tiêu chuẩn chính là cậy máu dương tính ở hai lần cậy máu riêng biệt. Thông thường khi vào mà bệnh nhân vào thì mình sẽ cậy máu 3 mẫu cách nhau 1 giờ. Thì nó sẽ, nếu mà nó tiêu chuẩn chỉnh, ví dụ như nó cậy máu dương tính ở hai lần cậy máu riêng biệt, ví dụ như là mẫu đầu dương tính hoặc hai mẫu cách nhau mấy chiếc đến giờ mà hai mẫu đều là khác nhau, lấy hai thời điểm khác nhau mà được thời điểm dương tính, thì mình sẽ cho là tiêu chuẩn chỉnh. Được đấy, thì họ chỉ đưa là tiêu chuẩn là cậy máu dương tính vào ở tiêu chuẩn chỉnh thôi. Bây giờ người ta đưa thêm cả tiêu chuẩn bằng chứng của tổn thương viêm nội tâm mạc và siêu âm tim vào là tiêu chuẩn chỉnh nếu có hình ảnh xùi đặc trưng. Thì nó cái mảnh xùi nó di động trên van tim hoặc cần van, hoặc là có hình ảnh ổ áp xe ở trong tim, hoặc là nếu trên nền bệnh nhân có là có và thấy van nhân tạo thì thấy sự bóng hơi của một phần van nhân tạo, hoặc là có bị hình hở van tim mới xảy ra. Thì cái đánh giá này nó tùy thuộc vào cái bác sĩ siêu âm tim, họ sẽ mô tả những cái hình ảnh đặc trưng, và nếu mình cũng phải hỏi thêm những cái thông tin của bác sĩ siêu âm tim để mình hỗ trợ cho cái chẩn đoán mình cho nó chắc chắn. Thì những cái mà siêu âm tim mà đọc cái triệu chứng như là xùi đặc trưng thì cái đó thì nó có thêm một bài bên chỗ siêu âm tim, thì nó sẽ mô tả cái xùi như thế nào gọi là đặc trưng trong viêm nội tâm mạc nhiễm khủng. Thì mình chỉ cần nắm là cái tiêu chuẩn chỉnh là gồm có cái cậy máu dương tính, thứ hai là có cái tổn thương đặc trưng của viêm nội tâm mạc cái siêu âm tim ha. Còn khi vào lâm sàng thì tùy theo từng trường hợp cụ thể thì mình sẽ đọc kỹ hơn. Về tiêu chuẩn phụ thì có những cái tiêu chuẩn gì, thứ nhất là nó có tiền sử là có bệnh tim hoặc là có tiêm chích ma túy gần đây, thứ hai là số có là ít nhất là từ 38 độ trở lên, thứ ba là có biểu hiện về mạch máu do tắc mạch, thì cái này có thể là tắc mạch não hay tắc mạch phổi hay là tắc mạch tàng, hay là cái này em đọc thêm trong bài nhé, bài lý thuyết có nói. Thứ tư là có biểu hiện về hiện tượng miễn dịch như là viêm cầu thận, cái này mình làm được tiểu thì mình thấy hồng cầu đều, tăng huyết áp, bị thường viêm cầu thận, hay có những cái tổn thương ngoài da như là nốt ốp le hay là rốt, hay là hoặc là yếu tố dần thấp dương tính, đó là có biểu hiện, có hiện tượng về nhiễm dịch. Thứ ba là có vùng băng chứng về vi khuẩn,
Thì cái máu dương tính là một mẫu thôi, hoặc là có bằng chứng huyết thanh về nhiễm khuẩn như là CRP âm tính hay là glucosylated âm tính chẳng hạn. Thì cái này là có bằng chứng vi khuẩn, mà cái máu dương tính thì một máu dương tính thì mình chỉ tính vô là tiêu chuẩn phụ thôi, còn cái tiêu chuẩn chính là phải ít nhất là hai mẫu máu dương tính. Về siêu âm tim thì nó người ta chỉ nghĩ là nghĩ nhiều đến hình ảnh của viêm nội tâm mạc nhưng mà không đầy đủ các tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn chính. Thì cái này cũng tùy thuộc vào cái siêu âm tim người ta đọc. Thì khi mà chẩn đoán chắc chắn về viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn là về tiêu chuẩn mô bệnh học, nghĩa là vi khuẩn thì người ta tìm thấy vi khuẩn gây bệnh từ cả cái bệnh phẩm âm tim. Thì khi mình họ cấy ra từ các cái cục xùi hay là các cái ổ áp xe ở trong tim chẳng hạn, hoặc là cái các cái cục huyết khối tắc mạch mạch người ta lại tìm thấy bằng chứng vi khuẩn, thì cái đó gọi là tiêu chuẩn, gọi là chắc chắn là cái chỗ đó là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, hoặc là tổn thương giải phẫu bệnh khi mà thấy có cái ổ xùi hoặc là ổ áp xe. Về tiêu chuẩn lâm sàng thì cái này cũng tương tự như giống bên thấp tim, thì bên kia này bên này cũng có là tiêu chuẩn, thứ nhất là hai tiêu chuẩn chính hoặc là 1-3 phụ hoặc là 5 tiêu chuẩn phụ, cái này còn nhiều hơn nha. Hai tiêu chuẩn chính bằng giống bên thấp tim ha, nhưng mà bên này bên kia là 1-2 phụ, bên này là 1-3 phụ, hoặc là nếu mà tiêu chuẩn phụ không là 5 tiêu chuẩn phụ. Thứ tư là chẩn đoán mà viêm nội tâm mạc có thể thì là mình thấy nó không đầy đủ những cái tiêu chuẩn của chẩn đoán viêm nội tâm mạc, nhưng mà mình cũng không thể loại trừ được là viêm nội tâm mạc, thì những cái chẩn đoán loại trừ khác mình cũng chưa nghĩ tới, thì mình phải xem xét có thể đó là trường hợp viêm nội tâm mạc. Cái này cũng khó nha, nên lâm sàng nó cũng tùy thuộc vào từng trường hợp, cũng có những trường hợp không dễ mà chẩn đoán. Khi nào mình không có chẩn đoán mà loại trừ được viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, khi mình đã tìm được một cái chẩn đoán chắc chắn khác, đã được giải thích được các triệu chứng mà trước đây là mình nghĩ do viêm nội tâm mạc, hoặc là mới điều trị kháng sinh và chưa được dưới 4 ngày mà triệu chứng đã biến mất, thì chắc không phải là viêm nội tâm mạc nhiễm trùng rồi. Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng nó thường số phải là kéo dài ít nhất cũng phải 5-7 ngày trước đó rồi mà nên điều trị kháng sinh nó chưa giúp sốt liền được đâu, ít nhất cũng phải 6-4-5 ngày mới đỡ sốt. Còn mình mới điều trị kháng sinh vào rồi đỡ sốt rồi thì chắc chắn phải viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn rồi, vì con vi khuẩn này nó tạo thành cái cục xùi, nó tạo thành cái cục xùi này thì vi khuẩn nó thì kháng sinh nó rất là khó vào mà nó diệt hết được con vi khuẩn này, nó phải mất một thời gian ít nhất là phải 4 tuần đến 6 tuần đâu mới diệt được con vi khuẩn đó. Thứ ba là nếu mà không tìm thấy được bằng chứng tổn thương của viêm nội tâm mạc khi phẫu thuật, thì có một số mình họ đi mổ, nhưng ra mình thấy bằng chứng tổn thương viêm nội tâm mạc thì mình cũng 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 có chẩn đoán là viêm nội tâm mạc làm gì, hoặc là sau khi mổ tử thi mà nó vì nó vô viện, nó bệnh nặng cấp tính nó mất, người ta phẫu thuật tự kỹ hay là người ta mổ à, nhưng mà ra không có thấy bằng chứng về tổn thương viêm nội tâm mạc thì mình cũng chẩn đoán viêm nội tâm mạc thì cũng làm gì. Thì cái này đây, cô cũng nói thêm cho em một phần là vì chẩn đoán phân biệt, thì khi mình chẩn đoán phân biệt với cái bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, thứ nhất là vì mình thì chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý nhiễm trùng khác, ví dụ như viêm phổi, những cái bệnh thông thường hay gặp như là viêm phổi nặng chẳng hạn, hoặc như áp xe phổi, rồi có thể là viêm màng não, cái bệnh này nó thủ thương đa cơ quan, nó thể viêm não, viêm màng não, mình tự chẩn đoán phân biệt. Còn mình lao bằng cái sốt kéo dài, thương hao, mình nhiễm trùng hoặc gây sốt. Rồi còn cũng phải phân biệt với những cái bệnh mà có liên quan đến yếu tố miễn dịch,
Nhưng nó tổn thương vì bệnh viêm nội tâm mạc này nó cũng tổn thương nhiều cơ quan, thì mình cũng thấy nó tổn thương cả da rồi còn cả cơ cơ quan nội tạng như cả thận cả não cả mắt rồi là cái mình cũng đó công việc thì mình như cả mình hệ thống như là mình lớp cũ chẳng hạn, mình có qua sắc tí nó cũng sốt rồi nó nổi ban hoặc mình những khớp và tiểu niêm hệ thống đó. Thì nếu mà sau khi mình loại trừ được tất cả các bệnh đó, mình cứ nghĩ mình đã loại trừ hết rồi thì mình kết hợp các triệu chứng lâm sàng về siêu âm thì mình nghĩ như đến cái nội tâm mạc thì mình bắt đầu điều trị. Thứ nhất là khi bệnh nhân vào viện thì chúng ta phải khám bệnh hàng ngày và cậy máu trước khi cho kháng sinh. Thì nếu có điều kiện thì cậy được càng nhiều máu càng tốt, thì được ít nhất là cậy 3 máu. Còn nếu mà không thì cậy 2 mẫu, nhưng mà thực tế thì như mình vô vào có việc đôi khi cậy 1 mẫu rồi. Hai là mình phải cho kháng sinh sớm, mình đã chẩn đoán bệnh này rồi thì mình phải cho kháng sinh sớm, cho kháng sinh trước khi cậy 1 mẫu, còn kháng sinh tối ưu nên phối hợp kháng sinh và điều trị đủ thời gian. Nhất là kháng sinh đường tĩnh mạch, kháng sinh liều cao rồi, và kháng sinh có tính chất diệt khuẩn đó, gọi là kháng sinh tối ưu. Và điều trị kháng sinh nếu viêm nội tâm mạc á, thường ít nhất cũng phải là 4 đến 6 tuần đó. Rồi tùy theo và tác nhân gây bệnh thì mình sẽ lựa chọn kháng sinh đô thích hợp. Về mặt ngoại khoa, nếu mà như mình điều trị nội khoa nhưng mà nhiễm trùng vẫn cứ dai dẳng và tái lui tái tới thì cũng nên hội chẩn với bác sĩ ngoại để mổ nếu mà nào cái cục xui nó đi cho nó đỡ đó, hoặc là những cái xui lớn quá bên tim trái có khi cũng phải đi phẫu thuật, hoặc là bệnh nhân mà có đặt van tim nhân tạo nó nhiễm trùng tới lui nào điều trị không đỡ cũng phải xem xét và thay van tim lại hay không. Và trên những bệnh nhân mà nó biến chứng suy tim nặng không hồi phục và điều trị nội khoa nhưng mình cũng phải xem xét có điều trị ngoại khoa kết hợp với là không. Thì ngoài ra thì mình cũng điều trị hỗ trợ thì ví dụ mình vẫn hạ sốt cho hạ sốt rồi điều trị suy tim, điều trị tăng huyết áp rồi nâng cao thể trạng đó là điều trị hỗ trợ đó. Về mặt phân bình thì mình cần phải xác định các yếu tố nguy cơ. Các yếu tố nguy cơ là bệnh nhân ở trên nền, bệnh nhân có bệnh tim, bệnh tinh, hoặc là bệnh nhân có thay van nhân tạo, hoặc là bệnh nhân có đặt ca thê tê tĩnh mạch trung tâm, là những cái hoặc là đối tượng tiêm chích ma túy, thì cả đó là yếu tố nguy cơ. Thì nên là luôn là nhắc là vệ sinh răng miệng và sử dụng kháng sinh dự phòng. Thì trong cái sách thì có ghi cái liều lượng kháng sinh dự phòng, và thì thường mình sử dụng trong những trường hợp mà làm thủ thuật ở răng miệng tai mũi họng hay là một số thủ thuật thì mình cho kháng sinh trước khi làm thủ thuật. Đối với những bệnh tim bẩm sinh có sẵn thì trong tất cả các trước khi làm thủ thuật tất cả mọi cái thì nên là dự phòng kháng sinh. Thì trong cái phần lý thuyết thì có cái bảng cả cái kháng sinh dự phòng thì mỗi cả em học thêm. Thì mục tiêu của Y5 thì mình chủ yếu là nắm được nguyên nhân và chẩn đoán được bệnh viêm nội tâm mạc, hiểu được cơ chế bệnh sinh và nắm được và chẩn đoán được bệnh. Còn mặt điều trị cụ thể thì mình lên Y6 thì mình sẽ học sâu hơn. Rồi được thôi, bài bài hôm nay cũng ngắn gọn thôi, chứ có gì ra nếu mà mai được đi lâm sàng thì chắc tôi sẽ giảng thêm về phần về tiếp phần lâm sàng với người tâm lập nghiệp cũng ha. Rồi. Sớm ha. Bài này hẳn cũng ngắn. Em có chị hỏi không? Ơi, cho em hỏi thì cái bệnh thông liên thất lỗ nhỏ áp lực
Động mạch phổi bình thường thông di thấp lớn có áp lực động mạch phổi bình thường, với còn ống động mạch thông sàng nhĩ thấp và tứ chấn phân đô thì đều có cái biến chứng là viêm nội tâm mạch phổi. Còn cái thông liên thắt lô lớn với tăng áp lực động mạch phổi cố định và cái thông liên nhĩ lô lớn thì không có nguy cơ viêm nội tâm mạch nhĩ phổi. Tại vì sao ấy cô? Thường á, như những bệnh thông liên thắt lô lớn á, mà tăng áp phổi nặng thì áp lực thái thất thì là nó cũng băng đó em. Vì thường cơ chế nó gây bệnh thì là do phải sự gọi là dòng chảy máu, dòng xoáy á, dòng xoáy, dòng máu xoáy ở trong tim nó đi từ nơi áp lực cao xuống. Áp lực thấp thì lâu ngày nó sẽ tạo ra một cái dòng chảy xoáy, giống như là xoáy mòn đó. Ví dụ thông liên thất lỗ nhỏ thì nó sẽ đi từ thất trái qua thất phải, mà thất trái thì áp lực cao hơn thất phải thì nó tạo cái dòng xoáy như vậy. Lâu ngày nếu như bệnh nhân có một điều kiện cơ hội bị là bị nhiễm trong đường răng miệng chẳng hạn, hay là vi khuẩn nó từ đường bên ngoài là đi vào, thì nó sẽ dễ tạo điều kiện là vi khuẩn nó bám vào, nó gây ra viêm nội tâm mạc. Còn những nửa mà thông liên thất lỗ lớn á, thì lúc đó là áp lực hai bên là hầu như gần cân bằng nhau rồi, thất phải thất trái gần bằng nhau rồi, thì cái lúc nữa cái đồ xoáy của cái dòng chảy nó không còn xoáy mạnh như là lỗ nhỏ nữa, cho nên là nó vẫn ít bị viêm nội tâm mạc hơn. Nhưng mà nếu bị thì cũng rất là nặng, thế cũng phải là không bị. Nhưng mà thường những bệnh đó thì họ sẽ nó đem đi mổ sớm rồi, còn mình lỗ nhỏ nữa là thường là mình nhấn ở nhà rồi mình đi tại khám có thể từ đôi khi chưa có mổ cắt nó thì trong quá trình nối với nó không đảm bảo vệ sinh thì nó cũng dễ bị nhiễm trùng từ bên ngoài vào, thì nó còn có nguy cơ viêm nội tâm mạc thôi, được chưa? Thì ống động mạch cũng như vậy, ống cũng dựa trên cái huyệt động, tức là dựa trên cái áp lực của động mạch chủ và động mạch phổi. Thì bình thường là áp lực động mạch chủ nó sẽ cao hơn động mạch phổi. Khi mà bơm ở khi tâm thu thì một lượng máu từ bên chủ nó sẽ tràn qua ống mạch và đi vào động mạch phổi, thì thường nó sẽ gây viêm nội tâm mạc ở phía bên cái thanh động mạch phổi, nó sẽ chủ ban động mạch phổi đó. Thì nó gây cái chỗ vùng thấp, nó gây viêm ở cái vùng dưới á, nó tạo xùi nó bên van động mạch phổi hoặc bên thanh động mạch phổi, có thể nằm ở thanh luôn. Thì ống nhỏ đúng như vậy, nó lúc nhỏ đó nó có chính áp lực cao, thì giống như cũng cơ chế như vậy đó, thì cơ chế là cơ chế về rủi ro huyệt động đó. Còn khi ống lớn thì áp lực hai bên cân bằng thì nó sẽ nguy cơ hơn, nhưng mà thường những đứa nó đi mổ sớm. Còn những đứa mà nó lỗ nhỏ, nó không đi mổ, nó tái khám, nó theo dõi, nó tái khám thì nó nguy cơ về viêm nội tâm mạc hơn. Tức là mình vẫn dần cho người nhà đi tái khám, nhưng mà phải chú ý nếu bệnh nhân mà có sốt, có bị nhiễm trùng là phải vào viện khám, vì rất là dễ bị ra viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Thế nên những người đứa mà mình tính có sẵn. Cảm ơn. Thôi nếu không có câu hỏi gì thì nghỉ sớm được. Bài nghỉ sớm thì em đọc bài ngẫm cứu thêm, rồi có gì bữa thắc mắc hỏi cô thêm thôi.